tuổi ý, mà người ta nói không biết làm thế nào ấy, không phải là người ta không biết, mà người ta bị chỉ phải tắt được cái gì thôi ạ. Tư hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái vô cùng quan trọng, cũng chẳng mới nhưng cũng không cũ. Mà tắm nhắc thành công thì mình nghe nhiều chưa, trong cái bài học tiếng Anh cũng học chưa, nhưng mà để hiểu và áp dụng nó thì anh chị bạn cứ bình tĩnh mà ngay đi ngay lại. 80% thành công là đến từ tư duy. Tại sao 80% nó lại đến từ tư duy? Bởi vì đơn giản thế này. Bây giờ trong tư duy của chị Phượng nghĩ là bây giờ thời thế nó thay đổi, tiếng Anh là một phần vô cùng quan trọng, mình bắt buộc phải giỏi tiếng Anh, không giỏi sống thì cũng phải, cuối cùng thì cũng phải giỏi, và đằng nào cũng cần nó thì bắt buộc mình học, và nếu có sớm thì tốt hơn. Và chị Phượng nghĩ thế liên tục, ngay lập tức chị Phượng sẽ làm gì ạ? Chưa hề có kỹ năng về tiếng Anh mà, đúng không ạ, cũng không biết bằng công cụ nào, chỉ cần với suy nghĩ đấy ngay lập tức chị sẽ làm gì ạ? Chị Phượng tìm ra kiến thức và công cụ. Và đúng là ngay lập tức chỉ cần có phần tư duy này thì toàn bộ kiến thức và công cụ để làm nó sẽ thế nào ạ? Người ta sẽ tự nhìn thấy. Nên cái người mà người ta nói không biết làm thế nào ấy, không phải là người ta không biết, mà người ta bị chỉ bị tắc ở cái gì thôi ạ. Tư duy, mắc trong đầu là tư duy là lười, lảng tránh, không muốn xông vào làm, mà lại chỉ muốn ăn ngay. Thì nói luôn cái câu không biết làm nào thì không biết, thế là mình không biết làm, thế là có đứa khác làm hộ. Đứa khác làm hộ sau đấy mình nghĩ là mình chỉ ngồi hưởng thành quả thôi, nhưng không, chả hưởng một tí thành quả nào. Đứa nào làm thì đứa đấy được, lát nữa em sẽ phân tích đứa nào làm đứa đấy được, còn không làm có những phần người khác không thể làm hộ nổi mình được, mình bắt buộc phải làm. 80% có tư duy và tự động chị Phượng sẽ biết học thế nào. Chị Phượng có đồng ý không ạ? Đấy, cần học tiếng Anh thì là tự nhiên sẽ có kiến thức về tiếng Anh, rồi sau đấy học như thế nào, rồi cứ cần phải học đi, tự sẽ biết gặp ai, học qua phương tiện gì, đi đến đâu, có đúng không ạ? Lúc đấy toàn bộ kiến thức và công cụ sẽ thế nào ạ? Được giải quyết quá dễ dàng. Còn đúng không? Anh Lam bây giờ mà anh thực sự cần giỏi tiếng anh có giỏi được không? Giỏi mà. Nó không ở cái phần là nhận thức của mình nó giỏi đến đâu. Không ở phần mình có thông minh hay không. Khen chị bạn là đã ngồi trong căn phòng này là đã quá thông minh hơn so với những người khác rồi. Nhưng mình có hình dung cái điều này, các anh chị các bạn đã rất rất thông minh rồi. Cái vấn đề này nó không bao giờ là vấn đề, nhưng mọi người thường hay lý do là không biết, không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, chưa làm cái này bao giờ, không biết. Tất cả những lời nói đó, tất cả những người ở tầm cao hơn mình ý, người ta đều biết mình nói thế để làm gì ạ? Lười, không dám chịu trách nhiệm, chả dám làm, trốn tránh. Người ta biết nhưng người ta không nói. Người ta nghe thấy mình nói thế xong, người ta chỉ có những cái nhận định như thế ở trong đầu, và người ta thế nào thôi ạ? Kệ. Vì người ta biết những người thành công họ cũng đi lên từ hai bàn tay trắng mà, họ làm gì có cái gì đâu. Nhà mình có đồng ý điều này không ạ? Và sau đấy họ chỉ có một cái quyết tâm là thế nào thôi ạ? Là phải làm được, phải làm được cái đấy. Thế là tự nhiên phải làm được thì có cái đấy, cần phải làm cái gì người ta làm rồi sau đấy người ta có hết. Thế thôi ạ. Nó chỉ có thế thôi, không có cái gì. Nhưng mà mình lại, cái phần này đáng nhẽ là cái phần tự nhiên nó có thì mình hay lấy nó làm cái gì ạ? Lý do và giảm cảm. Mình chưa giỏi cái đấy, mình chưa biết cái đấy nên mình không biết làm thế nào. Nếu mình thực sự muốn làm mình sẽ thế nào ạ? Có nó có dễ không ạ? Ví dụ bây giờ Trang không biết phải sửa xe máy Trang ạ, nhưng một năm nữa mà em không biết sửa xe máy em chết. Thế là sao một năm nữa thế nào ạ? Biết sửa xe máy không? Sau đấy không phải là sửa xe máy, phải sửa ô tô. Ui dồi ôi, anh bây giờ có biết sửa ô tô không? Đúng không? Có anh chị bạn nào trong căn phòng biết sửa ô tô không? Chung biết sửa không chung? Chắc không đúng không? Trong căn phòng này em tin chả ai biết sửa ô tô. Thế nhưng một năm nữa không biết sửa ô tô thì chết. Chung chết, bố mẹ chung chết. Thế là chung ngay lập tức thế nào hả chung? Thế là thế nào ngay lập tức? Biết hết. Mình cũng không biết cái gì đúng không ạ? Biết được hết. Không giỏi tiếng Anh là chết. Thế là một năm nữa thế nào ạ? Sẽ thế nào? Rất giỏi không? Thì kiến thức công cụ kỹ năng cũng phải là vấn đề đúng không ạ? Chưa bao giờ là vấn đề. Tại sao mình biết là mình không giỏi mình chết thì sau đấy tự nhiên một năm nữa lại biết sửa ô tô? Tại sao một năm nữa lại giỏi tiếng Anh, một năm nữa lại có thể làm được tất cả mọi thứ? Có nghĩa là nó chưa bao giờ là rào cản. Em mình có đồng ý không ạ? Nhưng bình thường thế nào mà tại sao mình cứ lấy nó ra làm rào cản được chứ vợ? Nhưng mà có một cái điều là đời nó công bằng lắm. Mình không làm bây giờ thì thế nào ạ?
sao cũng sẽ phải làm, mà sao không làm thì sẽ nhận cái gì ạ? Hậu quả thôi. Thế tốt nhất đằng nào cũng phải làm thì làm thế nào hả Thảo? Sớm. Anh chị và bạn ngồi đây mà không chuẩn bị nền ý, không chuẩn bị tương lai ý, sau đấy nó chẳng có gì đâu. Ví dụ nhá, trường hợp của Uyên, nhưng nếu em không sửa, bây giờ em toàn phát ra những tín hiệu thế, con mình suốt ngày được nghe thế, nó thành cái gì vậy? Sau đấy nó lại cũng đau khổ trong thế giới, nó không hiểu tại sao nó không thể kết nối được với mọi người, nó không hiểu tại sao nó không thể ở gần cảm thông được với mọi người, và tại sao mọi người không thích ở cạnh nó, lúc nào nó cảm thấy thế nào ạ? Ủa, cô đơn giữa rất nhiều người, chẳng nói được, mới nói cũng chả ai hiểu. Nhưng mình có thể đoán trước được mà, rất dễ. Ừ, đúng mà. Hân là bây giờ anh chị và bạn cần nhận ra một sự thật, là thực ra chả có cái gì là tôi không biết, nên là từ ngày hôm nay vui lòng các anh chị và bạn đừng bao giờ nói với em là tôi không biết. Chị Phượng có đồng ý với em không ạ? Đừng nói câu đấy. Nếu thực sự muốn làm thì sẽ biết ngay cần làm thế nào. Bây giờ bảo Hoàng anh sửa ô tô thì bảo em không biết sửa thế nào. Có đúng không? Mình trốn tránh mình không làm thì mình nói không biết đã thôi. Còn em bắt buộc phải làm được thì em sẽ tìm được cách. Và con đường đến thành công của mình y hệt như vậy. Rất nhiều người họ sẽ rất dễ dàng nói một câu là không biết làm thế nào, vì sau câu nói đấy không phải làm gì nữa. Ơ, làm nào để thành công, làm nào có nhiều tiền, tôi không biết làm thế nào cả. Thế là thôi, chả làm gì. Còn cái người bảo là bắt buộc sẽ tìm mọi cách để đạt được tất cả những điều đấy, sẽ thành công, sẽ làm được, sẽ tạo ra rất nhiều tiền, sẽ giúp rất nhiều người. Ồ, ngay lập tức sau cái lời nói đấy nó kéo theo cái gì ạ? Kéo theo cái gì ở Huyền? Tỉ tỉ việc cần làm. Bảo có biết nói tiếng Anh không? Không biết. Chả cần làm gì nữa. Thì chưa biết, em sẽ biết. Một năm nữa em sẽ giỏi, cho em cơ hội một năm. Trong một năm đấy sẽ làm gì hả chị Phượng? Nếu mình chọn làm, mình sẽ liên tục có những việc cần làm, và sau khi làm xong mình sẽ giỏi. Còn nói một câu rất đơn giản, không biết, cũng đã cố hết sức rồi, không biết làm thế nào. Không phải làm gì nữa, hết. Có đúng không? Em cố hết sức rồi nó vẫn chưa được, nhưng mà chị cứ yên tâm, em sẽ làm bằng được. Thế là ngay sau cái câu em sẽ làm bằng được là thế nào, chứ không lại kéo theo cái gì. Ồ, lại phải cách làm, nó kéo theo hành động, và mọi người đa phần sợ. Nhưng thực ra đấy là bí mật của những người thành công đấy. Họ làm những điều mà người bình thường sợ, không dám làm. Và khi làm rồi thì họ phát hiện ra một điều đấy là được làm rất hạnh phúc và sung sướng. Vì sau đấy khi họ được làm, họ kiến tạo ra mọi thứ. Họ được chơi cuộc chơi của ai ạ? Mình, theo cách của ai muốn ạ? Mình sướng lắm, cuộc đời thật tự do. Và từ đây này, tư duy thôi, đến những cái này nó để ra kết quả này, nó còn cái này nó kéo xuống này. Đấy, cái mà để xong hết kiến thức, xong hết công cụ, biết có hết, và sau đấy để ra kết quả nó qua một cái bước gì mình nói chán rồi, nhiều lắm rồi Hoàng Anh. Đúng rồi đấy, hành động. Và chỗ này cũng không phải là hành động bình thường, mà cũng không phải hết sức. Hết sức chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái chịu ạ, nhồi quen cái kiểu là cố hết sức. Chả cần biết hết sức hay không, cuối cùng nó cần phải thế nào. Bây giờ đội nhóm của mình, chúng nó chả cần cố hết sức thì chúng nó cứ làm ra kết quả ầm ầm, có được không hả Trang? Có anh chị và bạn nào cần một cái đội nhóm chả cần cố hết sức mà chúng nó tạo ra kết quả kinh khủng khiếp thì mình có thể giơ tay lên đâu? Cần gì phải cố hết sức? Thế có anh chị và bạn nào muốn có một đội nhóm cố hết sức và chả tạo ra kết quả gì không ạ? Bỏ cái từ cố hết sức đi nhé. Em có đồng ý điều này không ạ? Đừng có cam kết với ai. Mỗi lần em nghe ai hứa là sẽ cố hết sức lại mới nhanh kết quả thế nào? Em rất kỹ nghe cái từ cố hết sức đấy. Em sẽ cố hết sức. Ủa, thế là không được thì sao? Thì thôi. Em có một cái thói quen là đã định làm gì, muốn nói người khác yên tâm. Cái phần này, ví dụ em mà cam kết với anh, em làm được cứ yên tâm, đến thời điểm đấy, đến ngày đấy, đến giờ đấy là nó sẽ xong. Phần của em chắc chắn sẽ xong. Mình có muốn ngồi với những người như thế không ạ? Hay sao thì lúc có một việc gì rất quan trọng, tự nhiên có một đứa không ở giữa,
chứ rồi em không biết làm nào, em đã cố hết sức thì như nó hỏng, thật là toàn bộ công sức của mọi người đứt hết, mình có muốn ngồi vì đứa như thế trong một phòng không. Em chỉ biết là khi phần việc của mình là cái gì, mình sẽ không bảo với người kia là mình sẽ cố hết sức, mà mình cho người ta một cái lịch chính xác chắc chắn 100% nó được hoàn thành. Và nhà mình nghĩ là để làm được điều đấy thì không cần làm gì và trong trạng thái rất thoải mái hay là thế nào. Đấy, thì bây giờ Hoàng Anh đang gặp một cái chuyện gì rất đau khổ, không biết chia sẻ cùng ai. Tin tưởng mỗi mình để nhận. Của em đã gặp vấn đề như thế này. Em không biết làm gì đâu cả. Thế tôi nhận cho mình, nhận cho cô ấy. Cô cũng không biết làm gì. Nhà mình có hình dung ra hậu quả không ạ? Cô không biết làm nào mất hết. Sau một lần nói không biết làm thế nào, mình mất hết tất cả mọi thứ. Và em chỉ biết là em không bao giờ được quyền nói cái câu đấy. Em chỉ biết một điều này, dù có chuyện gì xảy ra, em phải là người có khả năng giúp các bạn đưa ra quyết định giải quyết nhất. Không chỉ là giải quyết được, mà phải là quyết định mà các bạn đưa ra là thế nào đó, sáng suốt nhất, là tuyệt vời nhất, để sau này không phải kiểu hối hận với các quyết định đó. Còn tất nhiên mình đã vướng vào vấn đề và có chuyện xảy ra thì chắc chắn là phải có hậu quả rồi, đúng không ạ? Làm gì có chuyện gây ra mà không có hậu quả gì. Nhưng cái hậu quả nào sẽ là cái trường hợp nó nhẹ nhàng nhất để sau này mình vẫn còn bước tiếp được trong trạng thái nó tuyệt vời nhất, thì cái đấy là cái mình cần giúp. Bây giờ chị Vượng đang rất hoang mang, chị Vượng chia sẻ là con chị này, chồng chị thế này. Nói xong cái mình bảo chất lẹ chẳng biết làm nào. Nói xong thế em tìm chị cũng không ngồi đây nữa. Chị Vượng có thấy em luôn bảo cho em biết chính xác cần làm thế nào đúng không? Thế nhưng mà mình biết làm rồi, nhưng em biết thôi, nó không đủ, ai cần biết ạ. Chị sẽ cần biết và mình sẽ cần ngồi khi từ khi nhận ra điều đấy. Và yên tâm là kể cả lúc chị đang cố gắng đang phát triển và chị chưa biết làm thế nào, thì thực sự đã có một người đằng sau đang làm gì ạ? Đang làm liên tục, đang để ý từng chút để xem lúc nào có một cái kẽ hở mà có thể xông vào giúp được ấy là thế nào rồi ạ? Bởi vì không phải lúc nào mình cũng tùy tiện xông vào giúp được. Giống như mình định thay đổi giúp người khác, không phải lúc nào mình cũng nhảy vào người ta mình nói được là được. Nó phải có những khoảng, có những chỗ, có những cái khe. Lúc đấy nó dễ để tác động hơn thì mình làm gì ạ? À, lúc đấy. Và một trong lý do chị Vượng đây không biết có phải là bởi vì chị cảm thấy ngồi đây giải quyết được vấn đề của chị, và chị cũng cảm thấy an tâm vì có một người hình như cũng đang tìm cách để hỗ trợ mình, đúng không ạ? Và người đấy không bao giờ nói câu tôi không biết, mà dù có chuyện gì xảy ra người đấy cũng làm gì ạ? Tìm cách sớm. Cả mình bị tai nạn, người đấy cũng nói để cho mình phải mạnh mẽ hơn sau khi bị tai nạn. Và không thể để ốm đau bệnh tật tai nạn làm rào cản. Và để minh chứng cho điều đấy, em chỉ biết là em phải giữ cơ thể em không bao giờ bị tai nạn. Mà nếu có bị thì tốc độ hồi phục của mình nó phải thế nào ạ? Sưng. Mình không bao giờ được để những chuyện đấy trở thành vấn đề, và không bao giờ được kêu những điều đấy ra. Vì kêu ra thế sau này mình giúp người khác kiểu gì ạ? Mình không giúp được. Mình không bao giờ. Và vì không bao giờ được nói tôi không biết. Thế là mình chỉ có một cách duy nhất, đấy là làm gì thôi ạ? Hành động và tạo ra kết quả. Cuộc đời anh chỉ có một con đường duy nhất là hành động tạo ra kết quả. Vì em biết nếu em không tạo ra kết quả thì đời em không có gì. Nếu mình không hành động thì không có ai có thể làm thay mình được. Khi mà mình làm, mình quyết định là mình phải làm, mình làm và làm được, thì cái niềm tin trong mình mỗi lần nó làm được thế nó lại lớn lên. Và sao mình lại lớn rồi thì mình lại quyết tâm làm hơn, làm lại được thì cái niềm tin nó lại lớn. Nhưng mà nếu mà đã không làm, không ra kết quả thì mình thấy mình không có gì. Và chết rồi mình chả biết làm gì, không biết làm, thì lần sau có muốn hành động nữa không ạ? Không. Và con người bên trong, cái niềm tin bên trong của mình nó nhỏ và nó cứ dần dần nó tắt dần. Đấy nên có một cái, nó có hai loại vòng xoáy, là vòng xoáy mở rộng và vòng xoáy thu hẹp. Có những người cứ mở rộng dần theo thời gian, và có những người cứ dần dần thu hẹp theo thời gian. Anh chị và bạn là ai thì tự chọn. Và lúc đó em có nói với chồng em một điều, đấy là thực ra anh phải trải nghiệm cái việc hành động tạo ra kết quả một cách quyết liệt và ra nhiều ấy, anh sẽ cảm thấy nó thế nào? Sướng lắm. Sướng hơn cái người nhỏ bé ngồi để thu mình nhiều. Người ta nhìn thấy mọi kết quả nó chảy ra, mọi thứ được kiến tạo, thấy mọi thứ xung quanh của mình dần dần tốt lên, có hạnh phúc không hả Thảo? Có chứ, được sống, được cháy là mình, được nói điều mình nghĩ, được làm cái điều mình muốn.
cuộc sống đấy hạnh phúc cực kỳ luôn. Cuộc sống hạnh phúc không phải là nằm im không làm gì, cuộc sống hạnh phúc không phải chỉ là đi chơi không làm gì, cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống được cháy và cống hiến hết mình và làm đi rồi sẽ hiểu nó hạnh phúc đến mức nào. Nhưng mà phải làm thì mới hiểu. Và sau đấy làm cái đoạn đầu thì cũng chưa hiểu lắm đâu, mà làm về sau sẽ hiểu. Sau đấy những cái người thành công họ đam mê làm việc lắm, họ yêu cái việc họ được làm, họ yêu cái việc họ được cống hiến, họ thích cái việc được giúp đỡ người khác, là bởi vì họ có cái gì trong người quá nhiều thì mình có biết không ạ? Giá trị quá lớn, người ta không thể ngồi im được. Còn em tin những người ngồi im được đơn giản bởi vì họ chưa xây một cái gì ở bên trong, chưa có cái gì cả, nên họ cảm thấy thời gian cũng chả quý lắm. Thời gian của ai chưa quý lắm mà. Mình chết luôn mà. Mình mà không thấy thời gian của mình quý để tận dụng từng giây một thì trên đời không còn ai thấy điều này nữa. Và bây giờ em sẽ đi sâu phân tích một chút xíu về hành động. Lúc đầu giờ em có chia sẻ là mọi việc trong cuộc sống của mình đều làm cần phải có chủ đích. Từng câu từng từ nói ra phải giúp được một người nào đấy một cái điều gì đấy. Còn nếu nó không giúp được thì đừng nói. Sau đấy, việc mình đang ngồi học, trước cái buổi học đấy mình đã nghĩ sáng nay đến mình sẽ ngồi cạnh ai, làm gì, nói cái gì với ai. Nếu các chị và các bạn từng giây từng phút đều tìm cách trao đi giá trị như thế thì một ngày của mình nó sẽ thế nào ạ? Có được nhiều thứ không ạ? Thế nhưng một ngày mình cứ không để ý cái điều đấy, mình để trôi rất nhiều. Đấy là chỉ mình để trôi thôi. Còn những người họ không để trôi thì họ vẫn cứ làm. Nên chỉ có một người nếu để trôi thì mất là mình thôi. Nên mình phải tận dụng từng giây phút. Và dù mỗi cái chị và bạn muốn hay không thì xã hội nó vẫn đi lên và rất nhiều người tốt lên, bởi vì người ta đang hành động rất quyết liệt. Và bây giờ em sẽ phân tích với nhà mình một tí xíu là hành động nó phải quyết liệt như thế nào. Và có những người khác đang làm khác mình ra sao để nhà mình làm gì hả chị vợ? Mình ý thức về cái điều đó. Và sau đấy để mà có áp dụng được thì áp dụng, có được không ạ? Không thì bình thường mình cứ để não cá vàng. Thật ra nhiều người thích não cá vàng lắm. Vì lúc não cá vàng thì chả cần phải nghĩ gì nhở. Lúc đấy hạnh phúc lắm. Lúc đấy đầu đơ đơ. Người ta hay bảo mưu si hưởng Thái Bình. Nhưng mà đến Thái Bình nó chỉ được một đoạn thôi. Cứ ngồi bắt người khác làm cho mình rồi mình hưởng, làm gì có chuyện đấy xảy ra. Có đúng không ạ? Mình phải tạo dựng chứ. Cứ ngồi mãi để người khác làm cho mình mãi không thể xảy ra như vậy được. Rồi em sẽ lấy ví dụ cho nhà mình. Cách một số cái em làm để mình có thể hình dung ra cách phần này em chả biết bản nữa. Thỉnh thoảng nhà mình được có một số ngày trong năm nhà mình sẽ được đồng hành cùng em từ sáng đến tối. Có không ạ? Có một vài ngày đúng không ạ? Anh chị Oanh sẽ đồng hành cùng em từ sáng đến tối. Nhưng mình thấy em nếu em làm việc thì nó thế nào hả chị vợ? Cụ thể là có dịp gần đây nhất là các chị bạn được đồng hành cùng em từ sáng đến tối là cái hai ngày hôm vừa rồi mình học đúng không ạ? Khi nhìn thấy em làm việc nó có khác gì cách mọi người làm việc không ạ? Mình hành động thế nào ạ? Trong lúc học ấy. Và thêm một cái, ngoài về hành động liên tục mình còn để ý để hỗ trợ từng người. Và không chỉ là trong hai ngày đấy đâu, cách người ta làm một việc thường là cách người ta làm mọi việc đấy. Ngày nào em chỉ họp đến 12 giờ đêm. Anh chị Hoàn không được ngồi cùng thì không biết. Có ngày nào em không họp đến 12 giờ đêm? Có mấy ngày trong một tuần mà họp đến 12 giờ đêm? Mà em có biết ngày nào chị cũng làm gì không? Biết lý do tại sao kết quả gấp hàng trăm hàng nghìn lần chưa? Chị cảm thấy bao nhiêu năm rồi đến bây giờ chị vẫn còn làm tiếp. Em chưa làm mà đã còn không làm thế. Lấy đâu ra mà có gì? Có đúng không ạ? Ngày nào em chở họp đến 12 giờ đêm. Chiều thứ ba thứ năm chị vẫn ngồi cùng là còn được ngồi đến gần đấy. Còn nếu hôm chị không ngồi em vẫn làm gì chị cũng biết không ạ? Làm tiếp chứ. Giai đoạn đầu mình học rồi, cái bánh đào quay lúc đầu nó sẽ thế nào nhất ạ? Nó nặng nhất. Đoạn đầu không quay, không dồn hết sức, không làm liên thì nó không thể quay nổi cái bánh đà của mình. Mình muốn mọi thứ nó diễn ra tự động sau này đúng không ạ? Lúc đầu không quay, làm sao mà nó quay được? Nó không bao giờ quay nổi. Nên các chị bạn em không biết làm gì. Ngày nào em chở họp đến 12 giờ đêm. Sau đấy, có những anh chị bạn chả họp đến 12 giờ đêm thì mình có thể kết thúc sớm hơn hoặc làm những việc khác. Nhưng mà cũng đã thấy một ngày của mình lúc nào cũng đã quá là bận rộn. Nhà mình hãy nhớ
hai ngày học em làm với nhà mình như thế nào, lúc em làm việc đấy cường độ nó thế nào hả anh? Đúng rồi. Và sau đấy, đấy là chỉ có những ngày mình đồng hành cùng em, những ngày khác thì mình không đồng hành cùng là em không làm gì á? Hay là thế nào hỏi chị vợ? Lắm tiếc. Đấy, có những ngày mà nhà mình được đồng hành cùng em từ sáng đến tối thấy luôn đấy. Năm ngoái cũng được đi leo núi, nhà mình sắp đi leo núi đúng không? Trong lúc được đi leo núi, lúc được viết mục tiêu, anh chị gọi phải rất thả lỏng, những cái người đứng ở đấy nói liên tục ấy. Phải làm gì hiểu chung? Nhà mình được đi leo núi năm ngoái thì chị ở đây có chị Phượng và của Hiền không được leo núi thôi đúng không ạ? Còn các anh chị bạn ở đây còn lại không được leo năm ngoái đúng không nhỉ? Có mỗi chị Phượng với Hiền thôi đúng không? Năm nay được leo rồi, có leo không? Đấy, năm ngoái Thảo cũng được leo rồi nhỉ? Đấy, lúc mà leo ấy thì có thể lúc đi nhà mình chẳng nghĩ gì, nhưng trước khi đi em và anh Giang đã thế nào rồi nhà mình có biết không ạ? Tất cả hai vợ chồng em chuẩn bị hết tất cả mọi thứ mà. Có đúng không ạ? Và mọi người có phải lo lắng cái gì không ạ? Không. Đồng lòng mỗi cái bản sắc của mình tập thể dục cho thật tốt để leo thật tốt mà cũng còn không lo được. Có đúng không ạ? Bởi vì mình nghĩ nó quá bé. Mình nghĩ cho mỗi mình không nghĩ đến nhiều người khác. Em hôm trước em còn nói cả ngày, hôm sau em còn phải leo núi, mà leo núi là nói chuyện liên tục với khổ. Trời ơi, vừa leo vừa nói chuyện liên tục là thế nào hại? Tại sao mình cứ làm được? Bởi vì mình nghĩ nó to hơn mình. Còn các bạn khác có những bạn ấy, ví dụ như hôm năm ngoái là có Huyền đó, anh nào khóc mắt lên núi chả để ý đích gì cả, không quan trọng là mình leo núi nào mà mình leo cùng ai. Thứ nhất, trước khi cái đấy là thứ nhất là cái bộ chương trình đào tạo của mọi người em đã phải ngồi để làm cho nhà mình, có đúng không ạ? Anh Giang đã phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trong cái chương trình đấy. Mình đến ngày đầu tiên xong mình có một ngày để ngồi đào tạo. Nhà mình ngồi nhớ lúc thả lỏng lắm, như cái người đứng ở bên trên thế thì thế nào ở chung. Sau hôm sau cũng vẫn leo núi cùng mọi người từ sáng đến tối đúng xuống phát. Trời đất ơi, lúc xuống rồi lo cho từng bạn một, chứ tôi đếm xem đủ người chưa. Ôi ôi, lo lắng đến phút chót để cái người cuối cùng đi xuống để biết chắc chắn là 100% tất cả mọi người an toàn. Xong ngày hôm sau lại làm gì hả chung? Tổng kết tiếp. Đấy, có những lúc nhà mình được đồng hành cùng em đấy. Khác gì cách mọi người làm không ạ? Cái vụ đi du lịch Đà Nẵng vừa rồi, trước đấy cũng rủi bao nhiêu kế hoạch chuẩn bị các cái là phải làm gì hết rồi, nhưng bạn đi rất tung tăng. Các bạn ạ, anh chị bạn đọc cô trả mỗi tiền phí phòng với tiền vé máy bay thôi, còn tất cả những cái khác anh chị bạn chưa hề trả một tí phí nào, có đúng như vậy không? Còn bình thường mà đặt tour đoàn các cái nó làm cho thì trả thêm nhiều phí lắm, có đúng như vậy không? Còn mình được đi được trả mỗi cái tiền phòng với lại tiền vé máy bay, các chị bạn chả phải trả cái gì khác cả. Chứ còn mình đang được nhận tất cả mọi thứ khác rất là nhiều. Và trước cái chương trình đi đấy, có đúng là đội Lê Hùng Quế Võ thì hỗ trợ chuẩn bị một số kịch bản của bóng nước của sao. Những bạn khác thì đêm gala bao nhiêu thứ mình cần phải làm gì đó các bạn? Chuẩn bị trước hết, đặt tất cả mọi thứ đây là từ trước khi diễn ra chương trình. Trong khi mà mình đến đó, khi mà đến được đến đấy rồi thì mình có những hoạt động mình chơi, làm tất cả mọi thứ, có đúng không ạ? Các anh chị và bạn luôn ở trạng thái thả lỏng. Còn nhà mình có biết em và anh Giang luôn ở trạng thái nào không ạ chị Phượng? Chạy lòng sọc, lo việc này, việc kia, lo liên tục hết việc này. Mình đã phải chuẩn bị tiếp theo cho công đoạn tiếp theo nó diễn ra. Và khớp tất cả mọi thứ lại với nhau. Và trong lúc có thể đến cái hôm chơi bóng nước xong, có thể đến cuối ngày mọi người đã rất là mệt và cảm thấy độc lúc chơi xong, có một số bạn trông đã uể oải và đã có thể lên than phiền là hôm nay chơi ngâm người trong nước bao lâu rất là mệt đây là thế nào đấy. Thì tối đấy một số bạn còn được làm gì nữa? Ngồi họp. Đến bao nhiêu giờ? 12 giờ. Mình chuẩn bị tổ chức kết nối cho mọi người cũng chơi cùng, chứ em hôm lần đi chơi bóng nước em chơi chị vợ nhà mình tận hưởng cảm giác sung sướng. Mình toàn là người tổ chức, có bao nhiêu chương trình em tổ chức, bao nhiêu cái chúng nó chơi vui, chúng nó sướng. Cái lần Mạnh chắc còn nhớ là đi Phật Tích chứ, bảo thằng đấy nó là đảm nhận việc quay phim chị ạ. À, mà nó quay phim nó cứ cười khà 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 khà, sau đấy về lấy quay băng toàn thấy tiếng nó cười khà khà khà. Vậy sao có nhiều đoạn thích quá nó bỏ cái quay nó ra nó xem, nó cổ vũ với mọi người chơi được vui quá, sướng quá. Em đọc những trò chơi tổ chức cho mọi người chơi vui, em thèm được chơi, cũng muốn chơi. Thế đợt vừa rồi vừa tổ chức vừa chơi chơi thế, nó cũng vừa tổ chức vừa chơi khỏi lắm.
Mình muốn mà, mình muốn được tận hưởng, mình phải chấp nhận chứ, mình xác định rồi, quả như cuối ngày nó sướng. Có đúng không ạ? Quả như cuối ngày bố mẹ vui, bố mẹ hạnh phúc, cả hai bên đều rất sướng. À, thấy nhiều người đấy, ví dụ như Liễu trước vẫn bảo em thích trò chơi chơi trò đúng. Trước về đã muộn rồi đúng không ạ? Cũng phải ăn uống, cũng phải làm tất cả cái, còn phải nói chuyện với bố mẹ các cái để chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ không tiếp theo chứ. Do đấy tất cả người cá nhân cũng giống nhau, mình cùng là người mà. Em mình có đồng ý điều này không ạ? Cũng phải dùng, cũng phải làm hết. Em có những việc cá nhân em cũng cần phải làm, như tất cả những việc đấy mình sẽ làm thế nào ạ? Thật là nhanh, nửa đêm còn tỉnh dậy mà chơi với con, nó cả ngày không ở cạnh mình, nó nhớ mà chung khó chứ. Và em biết bạn ấy tỉnh dậy và bạn muốn chơi cùng em anh Giang là bởi vì cả ngày hôm trước đã không được chơi cùng bố mẹ rồi, nó nhớ nhớ là chuyện rất là bình thường. Em chơi với con sáng sau dậy từ mấy giờ? Hôm học hôm chủ nhật em dậy từ 5 giờ đấy. Hôm trước ngủ dậy muộn đấy, em không biết là mọi người dậy từ mấy giờ. Nhà mình còn nhớ hôm thứ bảy chuyển sang hôm chủ nhật, hôm mà hôm trước không chơi vòng ấy. Vẫn dậy từ 5 giờ. 5 giờ phải nghĩ là ngày hôm nay mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, sắp xếp cho từng người một, cho Su, cho anh Giang, cho tất cả mọi người, bố mẹ toàn bộ từ sáng đến tối đi học, nhìn lại một lần nữa nó sẽ từng phần cắt thế nào, cắt thế nào, dựa vào kiến thức ngày một đó, có sự thay đổi gì để mình có những cái sự thay đổi thích hợp cho ngày thứ hai. Thì lúc nào bên trong cũng có một khao khát làm gì nhỉ, mình cũng không ạ? Mặt vậy, và sau đấy mình không phải hối hận về những ngày mình đã sống, mình không tiếc trôi qua cả thế nào rồi hả ông ấy? Nó rất ý nghĩa, mình không phải tiếc. Ngày nào mình cũng đã có thời gian chơi với con, ok cả ngày không chơi được thì nửa đêm dậy chơi. Có thời gian để làm tất cả mọi thứ mà. Nhưng mà lúc đấy mình lại muốn ngủ cơ, ngủ thì chả dành thời gian để cho ai. Đúng không ạ? Hay là ôi mình cả ngày mình đã muốn trao được giá trị cho mọi người và có những đoạn nó cần phải thế để mọi người nhận được giá trị. Nhưng con mình nó cũng cần mình. Thế thôi, 12 giờ đi ngủ một tí, đến 2-3 giờ đêm nó dậy nó muốn chơi với mình thì lại làm gì ạ? Hãy chơi cùng. Chơi cùng một lúc sau thì lại bảo là thôi bây giờ vẫn là tối đêm muộn con lại làm gì ạ? Đi ngủ tiếp nhá. À, đi ngủ. Mình cũng lại làm gì ạ? Ngủ, sẽ đặt chuông, đến giờ mình cần dậy là mình dậy. Dậy mình lại thôi, làm việc tiếp, nghĩ cách để làm nào kiến tạo một ngày. Anh chị có bạn trước khi bắt đầu một ngày, trước khi bắt đầu cái tay làm cái gì là đầu phải làm gì trước, trước khi bắt đầu một ngày phải làm gì đầu tiên ạ? Lên kế hoạch rất rõ xem ngày đấy mình làm cái gì, thế sao? Và từng giây từng phút trong cuộc sống của mình. Từ tối ngày hôm qua mình cũng ngồi họp đến gần 12 giờ đêm thôi đúng không ạ? Có một số bạn được ngồi cùng, tất cả các buổi đều thế, ngày nào cũng thế. Và tối qua họp đến 12 giờ đêm, mỗi mình họp mà khoảng 2 tiếng hôm qua nhỉ? Giờ hôm nay lại sáng mắt ngồi tiếp, đào tạo tiếp. Em cảm thấy em được làm. Em không phải cảm thấy mình bắt buộc phải làm chứ. Cũng không bao giờ cảm thấy áp lực và khó khăn. Mình biết em mình làm như vậy, mình giúp được thêm một ai đó, mình giúp cho đội nhóm của mình nhìn thấy thêm một điều gì đấy để kiến tạo cuộc sống của các bạn tuyệt vời hơn. Mình luôn muốn được làm, không phải bị bắt, không phải bị ép, cũng không thấy mệt, cũng không thấy khó khăn, không thấy khổ sở đâu, chả thấy. Chỉ biết là mọi thứ xung quanh của mình càng ngày nó càng tốt lên, mọi người xung quanh mình cũng càng ngày càng có những nhận thức nó tuyệt vời hơn, mọi thứ càng ngày càng đi lên. Và mình chỉ biết mình đang xây được những cái nền nó rất tốt, rất tuyệt vời, không ai có thể tước đi khỏi mình được. Ý chí của mình, cái sự kiên trì của mình, cái con người của mình nó được rèn theo thời gian, không một ai có thể tước mất. Và mình cảm thấy hạnh phúc với cái điều đó. Mình cảm thấy hạnh phúc với con người tham lam của mình, muốn từng giây từng phút làm được một cái điều gì đấy cho ai. Phải tham vọng chị Phượng ạ. Ngày xưa khi mà em còn nhớ, em rất ấn tượng với chị Phượng, chị rất băn khoăn về cái từ tham vọng. Người thành công phải tham vọng, mình cần phải tham chứ, phải rất tham. Tham làm thế nào để thời gian của mình có giá trị lớn nhất, tham làm thế nào để cùng một lúc giúp được nhiều người nhất, tham làm thế nào để cái người ở bên cạnh mình phải được tiến bộ nhanh nhất, tham làm thế nào để chuẩn bị được cho con mình một cuộc sống nó tuyệt vời nhất. Và có nên tham thế không, tham lam không? Nên là lúc nào cũng cố kiếp làm cái gì đấy đấy. Đi du lịch đặt đắn các cái chơi, cái ngày hôm đấy xong đã mệt rồi, mẹ lại lôi một nhóm cứ ngồi cùng em đến tận gần 12 giờ đi. Bảo là họp đến 11 giờ tôi lại ngồi đến 12 giờ. Ngồi 12 giờ, lúc đấy là không biết là
em nhắn các bạn đi qua họp, lúc bắt đầu họp là 10:10, em không nhớ chính xác là bao giờ. Em bảo là mình ngồi một tí đến 11:00 thì lại ngồi đến học 12:00. Nói xong rồi, sau đấy đến phần cho mọi người được chia sẻ xong lại phân tích, ngồi một lúc thành rất là muộn. Và mình cảm thấy thích với điều đấy, mình cảm thấy mình được trai giá trị và giúp mọi người tốt lên. Sau cái buổi đấy mọi người được đi lên, em chỉ biết luôn còn sống, mình phải giúp những người thân của mình có những trải nghiệm nó tuyệt vời nhất. Và chỉ trải nghiệm thôi không đủ, cái cách người ta nghĩ trong đầu sẽ khiến người ta cảm thấy từng giây phút thế nào mới là điều quan trọng, lại tác động về mặt gì nữa cơ. Đấy mới là cái giúp người ta xứng nhất, có đúng không ạ? Chứ không phải cho tiền, chứ không phải cho đi du lịch đâu. Cái đấy chỉ là một phần rất nhỏ, cộng thêm từ cái việc mình giúp thay đổi phần này. Số việc mình cần làm có nhiều không ạ? Nhiều. Và phải làm sớm sớm mà, còn không không cả có cơ hội mà được làm. Ngày xưa bố em hay nói một cái câu mà bố em bảo là có thể mày, nhất là bố em hay nói kiểu là dù chưa hiểu thì bố em cũng vẫn cứ nói. Rồi sau đấy nó bị thấm, đúng là sau đấy nó bị thấm, nên là em cũng học được cái điều đấy. Bố em chăm sóc bà nội của em một cách rất cẩn thận, rất ân cần. Mọi cái mong muốn của bà bố đều tìm cách để làm hết. Và sau đấy bố có nói với em rất nhiều lần một câu, đấy là rồi chỗ mày cứ đợi đến lúc mà tao chết rồi mới khóc là bố ơi, úi giời ơi, bố ơi sao bố đi sớm thế, bởi là bọn con chưa làm gì được cho bố, lúc đấy thì mới tiếc thì nó thế nào ạ? Không kịp. Bố em nói thế, bố em làm chăm sóc bà rất là cẩn thận cái. Và bố nói thế đến sau đến lúc đấy mình còn bé mà mình cũng chưa hiểu lắm, chứ mà có đồng ý với em không ạ? Thế nhưng mà đến bây giờ thì thấm thía lắm. Khi mình được trải qua nhiều thứ hơn, biết được là người ta có thể ra đi bất kỳ lúc nào, mình thấm thía hơn nhiều lắm. Đang còn bố mẹ còn rất là trẻ, các bạn biết nào luôn, 50-60 năm phấn đấu vì mình rồi nhở, chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu căng thẳng, liệu có khả năng nhỡ xảy ra một cái chuyện gì đấy không, ai mà biết trước được. Nên là tranh thủ làm sớm đi, phải không ạ? Cho những người tốt nhất của mình, đấy là động lực giúp em phát triển thật nhanh. Tận dụng từng giây phút là bởi vì người thân của mình không chờ mình được, bố mẹ của mình không chờ mình được, con mình không chờ mình được. Đẻ ra rồi mà không có thời gian dành cho nó, dành cho nó thì lại thiếu các điều kiện khác cho nó thì thế nào ạ? Nó không vui được, đúng chưa ạ? Hay là tìm cách tận dụng từng giây phút được không ạ? Và anh vừa kể cho nhà mình cách em hành động từng giây phút đấy, lúc mà nhà mình được đồng hành cùng em lúc học đúng không ạ? Sau lúc học mình lại tận dụng mình làm cái gì? Trong lúc mọi người không nhìn thấy mình làm cái gì? Trong lúc mình đi du lịch, lúc mọi người đang thả lỏng chơi thì nhà mình có biết em để ý đến ai không ạ? Tất cả mọi người mình có thể trao giá trị và hỗ trợ cho ai là mình hỗ trợ hết. Trước chương trình đã chuẩn bị, trong chương trình đã chuẩn bị, trong chương trình đấy, đợt đấy là Trung đang bị hơi xuống tinh thần một tí, Trung còn nhớ không anh? Đấy, là nó theo độ thôi, cái lên rồi lại xuống, mọi cảm xúc của các anh chị có cái độ phát triển nó ra thế này. Là lên xuống, xuống, đau đầu nghĩ làm nào để hỗ trợ cho bạn ấy. Bạn ấy biết, nhưng mà từ lúc biết đến lúc mà làm được nó thế nào ạ? Nó đang bạn đang trong giai đoạn quá độ, biết mới làm, nó đang bị rơi xuống cái đáy, đang bị mắc cái chỗ đấy. Và là một cái vấn đề nó khiến anh nghĩ liên tục để tìm cách gỡ giúp cho bạn ấy. Và cũng đã nói trong nhiều buổi họp của Saki, mình đã cùng ngồi nói với nhau. Thế mà nó cứ chưa đủ, nó phải xảy ra những cái gọi là cái gì nhỉ, cái trải nghiệm hay cái sự kiện, những cái biến cố. Và trong cái chương trình đó có một cái điều rất là tuyệt vời đã diễn ra, đó là trong cái trận chơi bóng nước của mình, bạn ấy đã thể hiện cách vô cùng tuyệt vời. Cái sự quyết liệt của bạn được lôi ra rất là rõ lắm cái đấy, lúc đấy. Ui, chưa bao giờ em thấy Trung quyết liệt một chút như vậy. Khi mà em nhìn thấy bạn thi đấu những trận sau với các đội còn lại, và đến khi mà bạn ấy thi với đội của mình, ui, hay quá. Cái chuyến đi du lịch này, trận bóng nước này, nó đã giúp lôi một cái phần vô cùng tuyệt vời có sẵn trong bạn ý. Đó là cái sự quyết liệt. Bạn ấy muốn là bạn ấy sẽ thế nào ạ? Làm được, có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời, hay quá. Cái chuyến du lịch có những cái mà em làm nhưng có thể nhà mình không biết. Em chỉ biết trong chuyến đấy, hay quá, Trung tỏa sáng lúc đấy. Nó sẽ là một cái điểm dấu ấn rất lớn với ai ạ? Với bạn ý. Và em biết nó cũng là một dấu mốc rất tuyệt vời để em nhìn thấy. Có thể đấy là điểm dấu mốc đánh dấu sự lột xác của bạn ấy sang một cái giai đoạn và thời kỳ hoàn toàn mới. Và đúng là sau cái đó bạn ấy mở một cái trạng thái nó tuyệt vời hơn rất rất nhiều lần. Vui hơn, hạnh phúc hơn, nhìn thấy được rõ hơn năng lực của mình. Và sau đó đến đêm gala, bạn ấy mặc một bộ vest mới rất hay, đã được đặt may từ trước, trông đẹp trai không? Rất đẹp trai, đứng trên sân khấu rất là đẹp.
lại một lần nữa thế nào ạ? Sau hai sự kiện, sau một chuyến đi như vậy, nó giúp bạn ấy thực hiện một bước nhảy sang một giai đoạn khác. Đấy là một phần nhỏ nhỏ mình đạt được trong cái chuyến đi đấy. Và em không biết nhà mình làm gì trong những chuyến đi đi xong, được tương tác với mọi người, được làm, mình kể lại điều gì và mình làm gì. Hãy để từng giây phút trong cuộc sống của mình nó thế nào ạ? Có ý nghĩa. Có những bạn chỉ chơi xong thôi đã thấy mệt lắm rồi. Có đúng không? Mỗi chơi bóng xong đã thấy thế nào rồi ạ? Mệt lắm rồi. Mình mệt là bởi vì mình thế nào quá, nhỏ quá và chỉ tập trung đúng vào mình. Khi mình nhỏ quá, tập trung vào mình, năng lượng của mình rất thấp và rất yếu. Khi mình phải vì một ai đấy, tự nhiên năng lượng của mình lớn hơn nhiều lắm. Em với anh Giang lần nào tổ chức cho mọi người cũng chạy sòng 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 luôn. Lúc mọi người về bảo chuẩn bị đến cái gì tiếp theo luôn, là vợ chồng mình lại thế nào ạ? Vừa phải lôi xu đi, vừa phải làm tất cả mọi cái đó. Nhưng vẫn làm cho mình phải cuối ngày về, lúc nào chân tay tất cả mọi thứ cũng mỏi nhừ, nằm lên trên giường đi, cảm thấy cái ngày đấy nó rất ý nghĩa. Ôi thật tuyệt vời lắm. Thường đi với mọi người sau cái đêm gala ở đây đấy, thường em không ngủ được. Không ngủ được không phải là bởi vì nên không ngủ được vương vật, bởi vì là khó ngủ mà. Thứ nhất là chân tay người trong cái giai đoạn sau 2 ngày đấy nó thế nào ạ? Rồi ế ẩm hết đấy, thế là cộng thêm cái việc là không nghĩ lại cũng có nhiều điều tuyệt vời đã diễn ra. Mình thì sướng quá, mình thấy thế nào ấy chị Phượng? Không ngủ được vì sướng quá chị ạ. Sau đêm gala em thấy bố mẹ của mình hạnh phúc. Thấy thứ nhất là em nói được những điều mà em muốn nói với bố mẹ của em. Em nói được là con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ. Bố mẹ đã làm những cái gì cho con từ trước đến giờ, con đã biết những điều đấy và con cảm thấy biết ơn cái vô cùng. Em nói được điều đấy với bố mẹ của em. Em nói được với em trai của mình là bố thực ra yêu bạn ấy nhiều đến mức như thế nào. Và em thực sự muốn cùng bạn ấy làm thế nào để giúp gia đình của mình có một cuộc sống trọn vẹn nhất. Em được nói chuyện không chỉ với bố mẹ của đẻ của em được nói chuyện với bố mẹ chồng của em và được nói chuyện với bố mẹ của các bạn khác. Em được nói chuyện với từng người một. Em cảm thấy nó ý nghĩa từng giây phút một mình được làm. Nếu có anh chị và bạn nào chưa có bố mẹ đấy, có nên nghĩ làm nào để được đưa bố mẹ đi không ạ? Chứ, phải nghĩ cho bố mẹ của mình có những trải nghiệm thực hơn chứ. Có đúng không ạ? Và từng giây phút một mình làm mọi thứ. Em thấy rất hạnh phúc khi ngày hôm sau, đến lúc sắp về rồi, lúc vào buổi trưa, cái ngày cuối cùng ấy, ông bà nội vẫn còn đang tranh cãi với nhau vì vụ chơi bóng và đã nói lần tiếp theo chơi bóng thì phải thế nào. Có hạnh phúc của vui không? Vui chứ. Sau đấy anh Hổ cùng một số bạn, một số anh chị khác trong căn phòng này được ngồi họp cái buổi tối đấy. Có lý do mà mình cần họp đúng không ạ? Không tự nhiên mà Thảo thành người như ngày hôm nay. Thịnh bảo không biết là động lực nào giúp Thảo làm những cái đấy, nó không tự nhiên mà có. Nó đến từ từng buổi mình ngồi với nhau. Và sau một buổi có thể thấy nó không rõ ràng, nhưng sau nhiều buổi nó khác. Giống như tập thể hình sau một buổi về soi gương thấy gì ạ? Chả thấy gì. Tập hai buổi về soi gương thấy gì? Chả thấy gì. Nhưng chỉ biết cứ kiên trì làm thế thì đến một ngày trong mình nó tuyệt vời. Em có những thứ là một ngày không thấy gì, hai ngày không thấy gì, nhưng chỉ cần biết cứ làm, kiên trì, liên tục, từng giây từng phút là đến lúc nó sẽ ra kết quả. Và cuộc đời của em liên tục từng ngày, cứ làm, vì đằng nào mình cũng sống mà. Đằng nào mình cũng tương tác với mọi người. Thay vì nói chuyện phiếm, hãy nói một cái gì đấy để giúp mọi người đi lên. Và trên chặng đường đấy sẽ còn nhiều khó khăn và biến cố lắm các anh chị và các bạn ạ. Vì mình muốn làm được những điều tuyệt vời, vấn đề mình gặp nó sẽ thế nào ạ? Nó sẽ nhiều hơn. Nhưng sau những khó khăn đó, nếu mình vượt qua, mình sẽ trở thành con người lớn hơn từ bên trong. Và con người đó, khi đã vượt được qua những khó khăn như vậy rồi, thì dần dần họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trải nghiệm tốt giúp tôi mạnh mẽ, trải nghiệm xấu giúp tôi mạnh mẽ hơn. Đó là cái câu luôn ở trong đầu của em, để mỗi khi có biến cố gì, em chỉ biết trải nghiệm này sẽ giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Là dù có chuyện gì xảy ra, từng giây từng phút, cố được gì, làm được gì cho ai là mình làm hết. Và em cảm thấy rất may mắn
Em được mượn sức mạnh từ tất cả mọi người xung quanh em. Em được mượn sức mạnh từ bố mẹ của em, từ Su, từ anh Giang, từ tất cả chị Phượng hay các bạn đang ngồi ở đây. Nó cho em một cái động lực để vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Dù đã mệt lắm, oải lắm, và nếu chỉ có một mình sẽ làm gì ạ? Dừng lại. Thế nhưng nhờ có tất cả mọi người, nhờ cái trách nhiệm mình tự gán cho mình là phải giúp mọi người đi lên, mình dừng lại thì giúp mọi người tiếp kiểu gì ạ? Không giúp được nên phải đi lên tiếp. Giống như đợt đi leo núi, em trước đấy một ngày ngồi nói xa xả với mọi người có đúng không ạ? Lúc leo núi đi với anh Hổ lại nói liên tục ngồi nghỉ nhá, nghe mọi người nghỉ chứ em làm gì nhỉ, mình có biết không ạ? Em nói cũng mệt đâu mà chịu Phượng. Và điều gì cho mình sức mạnh để làm điều đấy? Và sau khi làm xong mình có cái gì ạ? Có nhiều thứ. Có một đồng đội chất lượng hơn ở bên cạnh mình. Chị Phượng có đồng ý không ạ? Không phải tự nhiên trở nên chất lượng đâu chị Phượng ạ. Mắc nhiều thứ lắm nhưng ai sẽ phải giúp cái viên kim cương đấy tỏa sáng ạ? Mình thấy hôm trước nhà mình được xem anh Hổ chơi chưa ạ? Thấy chất lượng không ạ? Không tự nhiên đâu ạ. Sau một năm ngồi với nhau thế nào rồi ạ? Nói liên tục làm ra kết quả sao nhận bao nhiêu hậu quả của việc không ra kết quả, ngồi tự nói phải ra kết quả bằng được. Và cần tạo những cái nền thật tốt để đi cùng nhau. Có tự nhiên người ta trở thành người chất lượng ở bên cạnh mình không ạ? Không đâu. Có rất nhiều lý do. Chị biết những điều đấy không tự nhiên mà có. Và em rất nhớ cái câu trường kỳ kháng chiến thắng lợi vinh quang huy hoàng. Giúp một người là trường kỳ, sau một buổi không thể thay đổi ngay tức. Và con người của mình ngày hôm nay cũng không phải do một buổi mà thành, có đúng không ạ? Ta xác định đằng nào mình chả sống, đằng nào chả sống trường kỳ, cũng muốn sống trường kỳ không ạ? Hiền có tranh thủ trong quá trình trường kỳ ấy làm thêm một số cái trường kỳ không? Thì nó có hết mà, quá trình đấy được gọi là quá trình xây nền và nó rất tuyệt vời. Và em chỉ biết nếu có thể hành động thì có những người họ tận dụng từng giây từng phút một cả hành động. Trong lúc ăn họ hành động, trong lúc đi họ hành động, trong lúc đi vệ sinh họ làm cái điều gì đấy khác. Trong lúc mà thậm chí là trong lúc mà mọi người tưởng là không thể làm gì thì họ vẫn cứ làm một cái điều gì đấy liên tục. Bậc thầy trong nghệ thuật sống, một số bạn đi học ở Fiji sẽ biết rồi, bậc thầy trong nghệ thuật sống không bao giờ phân biệt giữa việc chơi và việc làm. Người ta luôn tận hưởng từng giây phút của người ta để làm tất cả mọi thứ một cách tuyệt vời nhất. Và kệ cho những người khác tự đánh giá xem người ta đang chơi hay đang làm. Còn với họ, họ luôn làm cả hai. Lúc chơi là lúc họ làm gì ạ? Làm, lúc làm là lúc mà họ chơi để tận hưởng tất cả mọi thứ. Sống thế có sướng không phải chịu không? Và em chỉ biết trong những lúc chơi, những lúc mình làm tất cả mọi thứ, nếu mình biết cách để tạo nền thì mình có thể tạo ra những sự bứt phá rất lớn. Em sẽ không bao giờ dở hơi đi leo núi một mình. Mình leo một mình nên em và chồng em mà tự đi, chị Phượng có biết leo Tà Chỉ Dù một đoạn là thế nào không? Hình dung không? Mình để ý, mình nghĩ cho người khác một, mình cứ phát ra tín hiệu như thế, dần dần tất cả mọi thứ xung quanh mình nó sẽ thế nào hơn ạ? Nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mình phải làm cái điều mà người ta thích thì mình mới có được điều mình thích. Giúp người khác đạt được điều mà họ muốn thì mình sẽ mình chả giúp ai, mình làm theo cách của mình, chả mang lại giá trị gì cho người khác rồi mong mình có tất cả mọi thứ là điều không thể. Chồng thế, ngoài việc không chỉ là đói mà kiểu gì cũng ra, vì sau đấy mình cứ ra với một cái cường độ nhất định trong một số lần, trong một khoảng thời gian đấy là tất cả các lần sau nó thế nào ạ? Đừng niềm tích lũy trong quanh dung lao người yêu mình lắm, yêu dã man luôn, nhưng mình phải mang cái giá trị cho người ta chứ. Mang xài dài, mang một lần không ngấm đâu. Chỉ những cái rất nhỏ, từng giây từng phút tạo ra điều gì. Mà người ta làm thế thì không phải đúng lúc đấy người ta làm thế, có nghĩa là tất cả những giây phút khác thế nào hả chị Phượng? Thế thôi ạ. Và thế là mọi thứ nó diễn ra xung quanh mình nó cứ. Chứ đừng làm những điều người ta nhắc mình rất nhiều lần mà vẫn làm tiếp. Nó mất rất nhiều thứ đấy. Đến một lúc nó trôi hết là hết hẳn đấy. Phải kiến tạo, phải trao giá trị, mang lại cho người khác niềm vui, giúp người khác đạt được điều mà người ta muốn thì mình sẽ tự động đạt được tất cả mọi điều mà mình muốn. Mình kiến tạo thế nào thì thế giới của mình như vậy. Và em chỉ biết em thực sự dùng từng giây từng phút trong cuộc sống của mình để kiến tạo mọi thứ xung quanh. Và có rất nhiều điều
Cái người gần nhất với em là anh Giang. Em muốn chia sẻ cho anh nhìn thấy rõ tất cả những điều này. Nhưng không phải muốn chia sẻ một cái là mọi người thấy được hết. Mấy người đầu tiên, hôm đầu tiên gặp có nói ngay được thế này không ạ? Không, tự nhiên lại lôi những cái chuyện này ra nói, có nói được không ạ? Không, chúng ta phải làm gì đấy với nhau, đồng hành cùng nhau thì mới nói được. Và ví dụ em và chồng em đã trải qua rất nhiều thứ và có rất nhiều bối cảnh. Nhưng ngày hôm nay em mới kể lại được những điều này để cho mọi người có thể ngấm được. Và thực sự em chỉ biết một điều, những cái người họ tạo ra kết quả lớn là bởi vì họ tận dụng từng giây, từng phút. Kể cả đi đâu, làm gì với ai, những lúc mà không liên quan đến công việc, có chủ đề không ạ? Nên đi với ai là làm? Xây gì phải xây gì? Có đúng không? Xây nền như nào, đi cùng ai? Phải liên tục kiến tạo. Và nếu mình chỉ làm mỗi với cái người đấy nó khó lắm, thì người ta không nhìn thấy minh chứng của mình được làm với những người khác và có kết quả. Người ta sẽ không nghe theo đâu. Mình phải tạo ra được những kết quả khác nữa. Và để tạo ra được nhiều thế thì từng giây, từng phút phải kiến tạo. Đó là lý do tại sao có những người có kết quả nhiều hơn những người khác, là bởi vì từng giây, từng phút người ta không thể lãng phí bất kỳ một giây, phút nào cả. Đã biết thế rồi thì đừng làm bất kỳ cái gì một mình nữa. Có đi chơi, đi du lịch, đi học hay làm bất kỳ gì, phải lôi ai đi đầu tiên là chung. Đúng rồi. Sức mạnh tin tưởng. Còn các anh chị oan có kiến tạo hay không thì tùy. Có được không ạ? Đấy là cuộc sống của ai ạ? Của anh chị và các bạn. Các anh chị oan không kiến tạo, vẫn có những người khác kiến tạo. Mình không làm, người khác vẫn làm. Mình chọn đứng im, người khác vẫn cứ đi lên. Và theo thời gian mình không có gì, người ta vẫn có thể có được. Do mình lựa chọn. Và hy vọng sau ngày hôm nay các anh chị sẽ chọn những hành động cụ thể để làm. Bao lâu một lần nói? Liên tục, từng giây từng phút. Mình muốn mọi thứ nó thuận lợi thì kiến tạo cái thuận lợi đấy. Còn chứ đừng mong mọi thứ tự động diễn ra. Không có cái gì tự nhiên diễn ra trên cuộc đời này cả. Nhà mình có đồng ý không ạ? Và nếu muốn nó tuyệt vời, hãy hành động và kiến tạo ra kết quả tuyệt vời. Vì các chị có bạn ngồi đây có khả năng, có đúng mình muốn là mình làm được không hả chị vợ? Có mà. Mình muốn tất cả mọi người yêu quý mình có làm được không? Có. Mình muốn mình giỏi cái gì đấy hơn, mình có làm được không ạ? Bao lâu mình có thể làm được ạ? Đúng rồi, ngay bây giờ mình có thể làm được. Nhưng vấn đề các anh chị có muốn không? Không muốn này,